mũi vaccine thứ tư chống Omicron kém hiệu quả. Theo các chuyên gia ở Trung tâm Y tế Sheba tại Israel, dù mũi vaccine thứ tư giúp tăng lượng kháng thể nhưng chưa đủ để chống lại Omicron. Mũi tiêm thứ tư vaccine Pfizer-BioNTech chỉ có hiệu quả một phần trong việc bảo vệ người nhận chống lại biến thể Omicron. Vaccine phòng COVID-19 Pfizer-BioNTech vốn hiệu quả trong việc chống lại các biến chủng trước đây đã cho thấy sự kém hiệu quả hơn khi chống lại Omicron. Bà Jili Regev-Jochei, giám đốc đơn vị bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Y tế Sheba nói với tờ Thời báo Israel: "Chúng tôi chứng kiến được lượng kháng thể tăng lên nhờ mũi tiêm thứ tư, cao hơn so với mũi thứ ba. Tuy nhiên, rất nhiều người nhận mũi tiêm thứ tư bị nhiễm biến thể Omicron. Điểm mấu chốt là vaccine phòng COVID-19 chống lại hai biến thể Alpha và Delta một cách xuất sắc. Nhưng với Omicron thì điều này lại chưa đủ", bà Regev-Jochei nói thêm. Dù vậy, theo bà, kết luận trên mới chỉ dừng lại ở mức sơ bộ và chưa được công bố rộng rãi. Theo Thời báo Israel, tới nay đã có khoảng 4,4 triệu người trên tổng số 9,5 triệu dân Israel nhận đủ liều vaccine phòng COVID-19 và mũi tiêm tăng cường.